Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay ngày 11 tháng 11, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Phú Yên, Khánh Hòa. Vào 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 giờ, giật cấp 8. Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc trong 12 giờ tới, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 dưới 40 giờ. Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong sáng sớm nay vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động, trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ nay đến ngày 12 tháng 11 ở các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60-24 giờ, có nơi trên 80-24 giờ. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-120-24 giờ, có nơi trên 150-24 giờ. Dự báo thời tiết một số khu vực. Trong ngày và đêm 11 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 55-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Thanh Hóa Thừa Thiên Huế có mây ở phía Bắc, có mưa rào vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3-4, sáng có gió giật cấp 6-7, đêm gió giảm dần. Độ ẩm từ 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, riêng Gia Lai và ngày có gió giật cấp 6, đêm gió giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.